để quay bán cho làm sao mà mình có đi. Chị em chụp hình cho anh Tuấn một lần nữa, anh chuyển khoản cho em mới đi hàng đây. Tất cả hàng này em bán hộ nhá, các anh không chuyển khoản em không nhà hàng. Anh ơi, có mấy cái tô chu đậu đây, trên sân. Đây. To lắm kia mà. 25.5 chu đậu Trần. Đẹp phút giây. Đấy, hai có hai quân. Đó là xem cái gì em bỏ hàng cho bác đó. Đấy. Chào bác Nguyễn Nguyễn nha. Chị mua. Có con bát Nguyên này, Nguyên này. Có cái bát Nguyên này. Đấy. Con bát Ní này. Cái bát Ní này cũng ám họa như đợt trước anh bán cho Kiên một đôi đấy. Nhưng con này ám họa mờ hơn. Con này ám họa mờ hơn này. Là bát Ní. Cái bát này đẹp này. Mỗi cái hở lòng luôn. Lê Lục. Con này cuối trần rồi. Đây Kiên Hoàng thích con nào anh báo giá cho. Con đồng hồ họa vàng hồng hoa vàng nó quá nhiều à? Kiên Hoàng ơi, Kiên Hoàng thích con nào anh báo giá đó. Quân chu đậu Trần đẹp không? Đẹp chưa? Cái men này nó rất già Kiên. Cái men nó già nó không bị bọt một tí men nào. À bắt Nguyên mà bắt Lê hả? Anh ơi, con bát Nguyên này bao nhiêu? Con này nó qua tình trạng con Lê. Ở kia đây con này nha, là nó có tình trạng nó ra mảnh rồi gắn này. Nhưng mà con này cao tiền kia nè, mà nó có một đường tóc rồi, con này 6 triệu. Đấy, nó có da mảnh này bằng muối muối cam này gắn lại rồi kia nè. Con này nó là bát Nguyên thì nó đắt. Đây cái men Nguyên này. Và to quá bắt rồi. Vâng. Con át này thì nành tít kia nè. Ấm dầm giá sao, vâng anh đợi em tí ạ. Con này là 5 triệu rưỡi kia nè. Con này là lành tít. Con này men này xuất sắc. Thế còn con chu đậu này. Con chu đậu này lành tít kia nè. Con chu đậu này tít 12 sen. Ra 8 sen. Con này là 1.6 bao ship kia nè. Lành tít. Chu đậu chân cao. Men sô cô la, chu đậu Trần. Được cái là cái men nó già lắm. Già lắm mà cái vẻ cái khúc này rất đậm. Đấy. Con này 1.6 kia nhá. Viên tròn đều. Đẹp con này đẹp. Gân cốt. Một triệu sáu ba ship. Đừng nước đi. Ship. Con bắt Lê.
dầm dầm dầm. Đây có hai bản dầm anh ơi. Cái không nặng này nên nặng nhỉ, quang nhỉ. Anh ơi đây có hai bản dầm, đây có một bản dầm sống ạ. Đối tọa thanh đạp này ạ. Để hai xe ăn châu sách ạ. Không biết cái gì đâu mà cái lậm lên là 1,5 triệu một cái. Vâng, 1,5 triệu thôi. Bán cho anh em thọ, là anh họ cũng thọ. Không nên anh để cho à? Được, lên bây giờ về luôn, đi. Đánh nhau như thế, tình trạng như thế nhá. Ui giời, của anh không tình trạng mà đánh tít. Được, đi. Đây ạ, à, đây là một cái dầm luôn ông ẩn. Đi về luôn, giờ về luôn. Đi đây em dân sang. Nhanh được chứ. Đi ra sang. Còn em bên con dầm Đông ẩn rất đẹp. Chuẩn chất đồ chính quy nhá. Đó. Đi có con gần hơn. 16,7 rất to. 16,7 này. Chỗ đồ ngọc chuẩn đồ 19. Con này có tiền gì này? Đi đây. Để anh 5,5 triệu cái này. Mai hạc, anh đây tùng cò. Tùng cò á. Ở đây tùng đây là mai hạc khác. Cái con này có thế. Không, mai hạc đắt hơn. Đấy là con này 5,5 triệu gì. Con này 5,5 triệu. Bao ship cho anh. Lấy tùng cò này tùng cò. 5,5 triệu con này. Giá rất tốt nha các anh nhá. Đồ lành. Cái dầm này là 5,5 triệu. Đấy. Chỉ có một tí tóc này, còn một tí tóc này thôi. 16,7 nhá. Không, cái dòng này là dưới nữa. Nhà ông kia ở cái rồi. Dòng này dòng vừa có thử. Hai bản ông chính. Dòng tất cả dòng. Hai bản ông chính đồng 18. Vành sô cô la. Vành chuột sô cô la nhá, chỉ có 7 thôi. 7 mét này. Và tí tóc này. Đâu, giao lưu văn nào đây? Đây. Đã giao lưu được một món này. Long ẩn 16,7 rất đẹp. Đây một đôi đĩa ông chính này. Cái đĩa. Đối nhau nha. À ông ra phải một đường. 11 sen. Đánh tít. À. Điếc cua này anh ơi. Điếc cua này 1 triệu. Đây à. Đây chỉ vật chất nha. Vừa bắt xong 1 triệu.